Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Vừa rồi là bài Mừng Đảng Mừng Xuân, lời của Nguyễn Trung Nhẫn do nghệ sĩ Thanh Tuyết và Tốc Nữ hát theo điệu Tứ Quý. Sau đây là bài Mùa Xuân Nhớ Bác do Nguyễn Tôn Hùng soạn lời theo điệu Quạt Màn, nghệ sĩ Tuấn Cường thể hiện. Don't
xuân về muôn nhà nao nức mi. Khắp nơi nơi vui hội làng, tiếng trống ngân vàng tình sâu nhau xa. Bay nhanh trên đầu nhà xanh, trời xanh gió thổi dịu mát trong lành. Xuân vui câu hát hát lên câu ý, xây cuộc đời nó ấm muôn lời vân người bác gửi trao nhà cao sáng đẹp. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Mùa Xuân Ơn Đảng, lời của Xuân Mật do nghệ sĩ Tú Hồng Ngát thể hiện theo điệu sầm xoan. Nghệ sĩ Tấn Tài sẽ hát tiếp bài Mừng Xuân Ơn Đảng do Nguyễn Văn Tiến soạn lời theo điệu Sa Lệch Chênh. Ơn Đảng Bác hôm nay ta có ngày vui mới,
lời ca xin trao gửi cùng hướng tới tương lai. Xuân về tươi cánh hoa mai. Điểm tô đất nước đắm say nghĩa tình. Tỏa sáng Ba Đình nghỉ ơi vầng nghỉ. Vầng nghỉ dương vầng dương thời tỏa nghi sáng. Ba Đình chữ nhờ ý ơn ta có đảng. Ơi ơi à mà để đời mình chứ đời mình thắm xuân. Ơi vượt nghỉ vượt đi qua vượt qua thời muôn nỉ nỗi gian nỉ chuẩn nỉ. Thời nay muôn nỉ ơi nỗi mà gian chuẩn nỉ. Ơi vượt nỉ vượt đi qua vượt qua thời muôn nỉ nỗi gian ni chuẩn chữ đồng nỉ xanh thảm lúa ơi à mà để muôn thân đẹp tươi ơi người 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 nay dạng y dỡ soạn lời Phạm Vấn do nghệ sĩ Minh Nhan và Tốp Nữ hát theo điệu Đò Đưa. Đẹp từ ấy gắn mi
vời vợi nghĩ. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Mùa xuân về trên đất quê ta do Nguyễn Quang Cảnh viết lời theo điệu Lới Lơ qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Minh Thu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bờ bát ngát tôi xanh cầu bình là bài Đẹp sắc xuân nay, lời của Đỗ Xuân, do hai nghệ sĩ ưu tú Thanh Thủy và Ngọc Hưng song ca theo điệu Luyện Nam Cung. Anh cùng em dạo bước đường xuân, bâng khuâng trong dạ bước chân rộn ràng. Ngọt ngào tiếng hát ngân vang. Đường xuân rộng mở xôn xang lòng người, bừng sắc mây trời lòng thêm ấm thêm vui tiếng hát rộn. Say ngát ý tỏa đêm ngày hết nghi vơi lại đầy, gió vờn cây cối này trồi xanh tiếng nói thân thương chung điều mơ ước đến từng nơi đến với mọi người thao thức bao đêm dài. Tiếng
với lòng chăn trở bấy lâu. Ngày sáng ngời sắc nghi xuân nghi. Chắt chiu tự lòng người, ruộng đồng giống mới nhân lên, phố vui chen màu sắc mới, đời vui thắm tình người chứa tràn bao nụ cười. Mầm xuân tiếp nở nắng xuân trao trên bước đường dựng xây. Trên đường ta đi ta hy vọng tiếng muôn người thiết tha chung một lời. Cuộc đời hạnh phúc ấm no, tiếng ta hòa tiếng chúc trời thơ, mãi trong nhà lành lứa đôi vui trọn tình. Đường xuân tiếp mở đón nắng xuân vàng mãi lời. Chúng ta vừa nghe chương trình Hát Chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục Hát Chèo. Quý vị và các bạn thân mến, không phải ngẫu nhiên mà nhiều người đã nhận xét rằng mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, bởi lúc đó cảnh vật như được khoác trên mình những chiếc áo mới với rực rỡ sắc màu. Sống trong không khí vui tươi như vậy, chúng tôi đã thấy được những ánh mắt mừng vui, xúc động của biết bao gia đình khi được đoàn tụ sum vầy bên mâm cơm với những món ăn truyền thống của dân tộc, và cũng thấy được những đôi trai gái tay trong tay đi du xuân với cảm xúc của trái tim nồng ấm. Và còn nhiều nữa những nét đẹp của mùa xuân mà chúng tôi và các bạn không thể nhìn thấy hết. Chỉ biết rằng dân tộc Việt Nam đang vui một mùa xuân mới độc lập, tự do, với vô vàn hạnh phúc của sự đi lên, phát triển và hội nhập. Hòa trong không khí tưng bừng đó, chương trình Hát Chèo hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn một số tiết mục với chủ đề Câu Hát Mừng Xuân. Mở đầu chương trình là bài Sắc Biếc Hương Xuân do soạn giả Đỗ Xuân soạn lời theo điệu luyện Nam Cung, nghệ sĩ Tú Hồng Ngát và Túc Nữ trình bày. Gần xa hoa hát thơm mưa
Đây là bài Hương Xuân Hương Đời, soạn giả Đỗ Liên Tiếp soạn lời, nghệ sĩ Tú Thanh Bình thể hiện theo điệu Dương Xuân. Ngày xuân cánh én đan bày, gió đưa hương bưởi vương đầy trời mây. Ngỡ ai mái tóc thơm bay, bướm say hương sắc, đời say hương tình. Thiên nhiên giang đôi cánh dâng đời tiếng hát giòn nỉ vang. Mùa xuân mãi mãi tươi xanh, nắng ý qua đi kẻ lá đan thành những hoa bùng hoa. Sao yên
là bài Khúc ca đôi lứa mùa xuân do soạn giả Xuân Hồi soạn lời theo điệu Quân tử Vu Dịch, hai nghệ sĩ ưu tú Khắc Tư và Minh Thu trình bày. Đôi chung hát khúc ca nghĩa tình, hoa hương sắc là bài Khúc hát sang xuân do soạn giả Mai Văn Lạng soạn lời, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày theo điệu Chinh Phụ. Thank you.
xuân về. Sau đây là bài Ngày Xuân Nghe Em Hát do soạn giả Xuân Cung soạn lời, nghệ sĩ ưu tú Duy Thường và Túc Nữ trình bày theo điệu đường trường bắn thước. Lại một mùa xuân tới, em đến tuổi trăng tròn. Vào xuân này tiếng hát vút cao hơn. Cô thôn nơi say khúc chèo, chim thương như đóa hoa hồng chào xuân. Em có biết chăng nắng
thắm tô thêm trang sử dạng người. Trong khói lửa bom mê cha làm nghề người chiến sĩ đất trời, ánh mắt trong soi vững vàng, tay súng chẳng nơi, cùng chữ chung chữ hiếu vì dân chiến đấu. Là bài Khúc hát mừng xuân do soạn giả Hồng Phong soạn lời theo điệu Sắp qua cầu, nghệ sĩ ưu tú Thúy Mùi và Túc Nữ trình bày. Ơi à nắng đi.
cầu ô thước đã bắc giải ngân hà đi. Chúng ta vừa nghe chương trình Hát Chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. Phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt.